Chào các bạn, trong video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc bếp nướng ga inox với cái chiều dài mặt nướng lên tới 1 mét, và nó chính là chiếc bếp nướng ga inox 8 họng ngắn. Chiếc bếp này thì được rất nhiều các cửa hàng hàu nướng hay là thịt xiên nướng ưa chuộng và lựa chọn. Vậy tại sao nó lại được ưa chuộng đến như thế? Thì hãy cùng tôi mở hộp, lắp đặt và tìm hiểu về chiếc bếp này nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Và tôi đã lắp đặt xong chiếc bếp nướng ga inox 8 họng ngắn của chúng ta. Nhìn chung về phần họng đốt của chiếc bếp này thì vẫn là hệ thống họng đốt hồng ngoại, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm là các món ăn của bạn khi nướng sẽ được chín vô cùng là đều. Và một điểm đặc biệt nữa của các họng đốt hồng ngoại ấy là các cái lượng ga khi cấp vào sẽ luôn được cháy sạch, cháy hết luôn, nên bạn sẽ không phải lo các món ăn của bạn khi nướng bị ám mùi của ga, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của thực khách. Vì đây là chiếc bếp sử dụng ga nên là nó sẽ ít khói và tiện lợi hơn rất nhiều so với việc bạn phải nướng bằng than củi truyền thống. Bếp thì được làm 100% từ inox, rất dày dặn và cứng cáp, nên là khả năng chống rỉ sét của nó cũng là rất tốt, khác hoàn toàn với các cái mẫu bếp mà sử dụng thép rồi sơn tĩnh điện thông thường trên thị trường ấy. Đây là mặt nướng của bếp. Chiếc mặt nướng này thì nó có chiều dài lên tới 1 mét. Để các bạn dễ hình dung hơn thì nó sẽ dài gấp đôi mặt nướng của chiếc bếp nướng ga inox 4 họng ngắn mà ở video trước tôi có giới thiệu tới các bạn ấy. Nên là với một cái kích thước như thế này thì bạn sẽ có thể nướng cũng như là trưng bày được rất nhiều các món ăn. Và tương ứng với kích thước của mặt nướng thì kích thước cụ thể của bếp tôi sẽ thể hiện trên màn hình. Với kích thước như thế này, lại kết hợp thêm việc sử dụng ga, nên bạn cũng có thể dễ dàng di chuyển nó đến bất kỳ đâu, cũng không quá là khó khăn. Và để đặt mua, cũng như là tìm hiểu thêm về chiếc bếp này, thì các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại 0896 905 905 hoặc là truy cập website maythailong.com. Cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Máy Thái Long để đón chờ các sản phẩm tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!